ta hãy đến với trận đấu thứ ba. Trận đấu hay nhất, hấp dẫn nhất và sẽ thể hiện được bản lĩnh của cặp đôi. Xem cặp đôi nào xứng đáng hơn nào. Rõ ràng trận đấu thứ hai cặp đôi Liên Quân đã vươn lên một cách mạnh mẽ. Vẫn còn. Hết rồi sao anh Sơn này? Mang hai quốc tịch cùng sang một quốc tịch Hàn Quốc và Tan Bom Heo mang quốc tịch Malaysia. Thank you.
điểm 5-6, nhưng Đắk Đăng phát trọng. Một pha với cầu của Dương Trương Tiên Cầu. Rất hay, 6 đều rồi. Trận đấu đã quay trở lại thế trận cân bằng. Em cảm ơn lời mời của anh Lương Trung Dũng nhỉ. Em đánh gà lắm, em chỉ được cái gọi là chút bình luận, chứ còn đánh cầu biết đánh đâu. Điểm 6 đều. Rất xuất sắc, ai ở số liên tục cho cái bài ở số liên tiếp cho cặp đội Hàn Quốc. Ăn rồi, cũng chưa ăn. Ăn rồi, Quốc 4 điểm số liên tiếp, rất xuất sắc. 16 rồi, 5 điểm. Điểm 16 cho Hàn Quốc. Vâng, về cầu rất bình tĩnh và nhẹ nhàng. Hay thế nhỉ? Hay thế nhỉ? Khiến bao khán giả phải đứa tay, phải thua máy chân tay từ nãy đến giờ. Rất nhiều cổ động viên vừa xem vừa cua chân cua tay. Đây là trận đấu thứ 3 rồi mọi người nhá, trận đấu quyết định. Gần như là trận đấu quyết định chức vô địch. Đây là trận đấu thứ 3 mọi người. Điểm 7 đều, rất kịch tính. Thủ kìa, du kìa. Mắt lưới, không chính xác được xa. Ba trận đấu thì mới không chính xác. Hello Nguyễn Tùng Lâm, hello Khanh Nhi, hello Trang Phạm. Xin chào tất cả 150 người xem live stream này hộp. Giải được tổ chức ở các trận đấu quận Tây Hồ nha mọi người, Hoàng Nam nha. 87 cho các Úc Lan. 87 nó mà lưới nhỉ? Đấy đi nhỉ? Xin giới thiệu đến mọi người cặp đôi chiến lần này của chúng ta, cặp đôi mang hai quốc tịch chúng ta là từ Hàn Quốc là Tan Bo Heung đến từ Malaysia, đối đầu với cặp đôi Hàn Quốc đó là Ju Yeon Seong và Kim Thanh Cảnh. Ju Yeon Seong phát cầu điều 97 cô tấn công. Hay thế nhở? Tư anh quá hay. Đó là những pha móc cầu sở trường của Tan Bo Heung. Tôi đã thể hiện rất nhiều pha cầu như thế trong trận đấu này. Đây là trận đấu chung kết sớm nha mọi người. Chung kết sớm. Thưa anh Hoàng Nam, đến nhà thi đấu không cần mua vé nên mọi người vào xem thoải mái. Một trận đấu tốn khá nhiều sức lực của hai đội vận động viên. Ok, cảm ơn anh chơi bóng bàn rất thích cầu lông, anh thích xem cầu lông này, hay quá.
Ok, sắp trôi qua nửa trận đấu thứ 3 rồi. Điểm 89, Kim Saran phát cầu. Rõ ràng tình huống trước và thủ trước của Kim Đắc Giang không tốt. Điểm 9 đều rồi. Quá căng thẳng trận đấu thứ 3. Vẫn còn bóng. Ok, một thẻ vàng cho Kim Sara. Vì tôi giờ có thẻ đỏ luôn, một thẻ đơn. Này, vẫn còn người thủ hay quá nhỉ. Cái thẻ vàng của trọng tài vừa đưa ra như kiểu bao thuốc, như kiểu bao thuốc này. Nhìn giống bao thuốc lá Thăng Long quá. Thật sự là Kim Sara cười rất tươi trong cả trận đấu. Vẫn thủ rất chậm. 11-10 cho cặp đôi Liên Quân. Đây là nửa trận đấu thứ 3 đã trôi qua rồi. Chúng ta đang thực sự là chúng ta đang sợ rằng trận đấu sẽ kết thúc. Không mong muốn một trận đấu hay là kết thúc này nó lại kết thúc như vậy. Đúng rồi. Ok, Hùng cũng mong muốn Du Dion Siêu thắng, người cổ vũ cho Du Dion Siêu anh cùng một mình xin chúc là tốt hơn. Xem về tiền là cũng khỏe hơn được rồi. Đúng quá. Đội của Du Dion Siêu có phần yếu thế hơn một chút. Do vậy mà Kim Sa và Tân Đông Đông ép cầu khá nhiều rồi không bị thành. Kêu sẽ bình luận và cùng mọi người thưởng thức nha. Chúng ta hãy cùng là những khán giả cùng sẽ tận hưởng những giây phút cuối cùng của trận đấu này. Tiếng cực kỳ của một khán giả thực sự. Không nhìn màn hình điện thoại nữa. Coi như tất cả chúng ta đang ngồi cạnh bên nhau và thưởng thức trận đấu này nha mọi người. Điểm 11-10, Phan Bảo Hiếu phát cầu. Thủ hay thế nhỉ? Ngoài sân. Một pha đánh cầu hay lòng thủ hay vừa. Phan Bảo Hiếu. 5.000 ạ. Vẫn đã có một cổ động viên thúc lên rằng đó là một pha cầu 5.000. Em không số của điểm 11 đều, quá căng thẳng. Đứng người xem còn căng thẳng thì nói gì là vẫn đứng biển và thương thủ tay kìa. Đây thì thủ tay, bạn bài rất hay một chút căng thẳng. Cái đó là Kim Saran mọi người. Đang áo ngay bộ viên. Một pha phát cầu ngắn chặn. Điểm 12 điểm. Tôi tấn công.
rất tập trung. Rất nhanh. Số 7, 15. Điểm cũng ngắn còn 16-17. Điểm cuối cùng của trận đấu thứ ba rất căng thẳng và Hồ Đình vẫn đang cổ vũ âm thầm cổ vũ cho cặp đôi của Phan. Đi lâu rất thích Kim Sara, thích Kim Dion siêu hơn. Opa, vai
rồi, 3 điểm. Trên kết thúc trận đấu thuộc về đội đôi Kim Doan Siêng và Kim Bắc Lập. Anh đội 19 đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.